Kính chào quý vị và các bạn. Đài truyền hình địa phương kỳ này mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình do Đài truyền thanh truyền hình huyện Quảng Ninh thực hiện với phần tin phản ánh một số hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội vừa diễn ra trên địa bàn và phóng sự Quảng Ninh phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Trước hết là phần tin. Vụ đông xuân 2017-2018, huyện Quảng Ninh gieo cấy được 5.200 ha lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Hiện bà con nông dân đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Vụ sản xuất này, huyện Quảng Ninh tập trung đưa các bộ giống có năng suất chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó đã tăng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận khoảng 65%, bao gồm các loại giống TBNR1, TBNR225, PC6X21, XY23. Trong quá trình sản xuất, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động nguồn nước tưới, khuyến khích bà con nông dân tích cực chăm bón và phòng trừ sâu bệnh, các tác nhân hại lúa, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay lúa đông xuân ở Quảng Ninh đang trong giai đoạn trổ đều vào chắc, nông dân cả địa phương đã tiến hành thăm đông, chuẩn bị các phương tiện vật tư nông nghiệp cần thiết để thu hoạch lúa. Một số trà gieo sớm lúa đã chỉnh đều, bà con nông dân đã bắt đầu thu hoạch. Đảng ủy quân sự huyện Quảng Ninh vừa tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Qua 5 năm thực hiện đề án, công tác lãnh đạo chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, 100% cơ quan đơn vị dân quân tự vệ thực hiện tốt công tác đổi mới chương trình, nội dung biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng. Việc tổ chức cho cán bộ tham gia tập huấn và thao giảng chính trị hàng năm đạt chất lượng cao. Công tác kiểm tra hệ thống giáo án cơ sở trước khi thông qua, phê duyệt giáo án bài giảng được tiến hành chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình giảng dạy chính trị, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện và quá trình giáo dục chính trị. Sau 5 năm thực hiện đề án, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị, tạo sự hứng thú đối với học viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay 100% cán bộ giảng dạy chính trị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và 80% cán bộ dân quân tự vệ đã sử dụng thành thạo phương pháp soạn giáo án và bài giảng bằng hình thức trình chiếu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá về những kết quả đạt được, thẳng thắn nêu lên những tồn tại hạn chế và kiến nghị đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện đề án tốt hơn nữa trong thời gian tới. Vừa qua, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng công an viên năm 2018. 70 học viên là công an viên cả xã, thị trấn được giới thiệu hướng dẫn nội dung các chuyên đề về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật về ma túy, công tác quản lý hành chính, công tác quản lý tái hòa nhập cộng đồng, công tác thi hành án tại xã, phường, thị trấn và tuyên truyền về luật an toàn giao thông. Ngoài lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn dành nhiều thời gian để tập huấn võ thuật, điều lệnh công an nhân dân cho học viên. Lớp tập huấn nghiệp vụ đặt nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực công tác cho lực lượng công an viên, góp phần xây dựng và củng cố lực lượng công an viên ngày càng vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Qua 3 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thôn Bình An, xã Gia Ninh đã hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh với những kết quả đáng ghi nhận. Vừa qua, thôn đã tổ chức lễ đón nhận thôn văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2015-2017. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hiện nay Bình An có 101 ha đất sản xuất nông nghiệp, năng suất bình quân đạt 6 tạ một ha. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5%, gần 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Với những thành tích xuất sắc đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã có quyết định công nhận thôn Bình An đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2015-2017. Thưa quý vị, giải quyết nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Bởi đó là nguồn lực chủ yếu để hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh đã triển khai khá hiệu quả chương trình cho vay ưu đãi, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Qua 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh đã thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi theo nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội thông qua 12 chương trình cho vay ưu đãi. Với doanh số cho vay đạt trên 767 tỷ đồng, giải quyết cho trên 34.000 lượt đối tượng tham gia vay vốn, doanh số thu nợ cả chương trình tín dụng đạt gần 500 tỷ đồng. Quý 1 năm nay, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh đã huy động vốn gần 30 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch, tăng gần 3 tỷ đồng.
trong đó huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trên 19 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của tổ viên, tổ vay vốn tiết kiệm vay vốn được 10 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong quý đạt gần 34 tỷ đồng với hơn 1.000 lượt khách hàng vay vốn. Những chương trình có doanh số cho vay lớn như cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Ngay từ đầu năm 2018, thì sau khi nhận được vốn của tỉnh giao, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã trực tiếp tham mưu cho Ban đại diện huyện phân giao về đến từng các xã và có cái văn bản chỉ đạo để các xã triển khai. Và có thể nói rằng là trong quý 1 vừa rồi ấy, thì đã tổ chức được giải ngân rất là tốt. Và đặc biệt là như có những cái xã giải ngân rất là mạnh như là như xã Hải Ninh. Như vậy là trong một cái đợt giải ngân đến gần 6 tỷ. Và trong toàn huyện trong quý 1 vừa rồi thì như vậy kết quả giải ngân cũng tăng dư nợ lên được là 10 tỷ. Và còn cái hiệu quả sử dụng vốn thì qua cái khảo sát vừa rồi ấy, thì cũng thấy được là cũng rất là nhiều hộ gia đình đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nguồn vốn tín dụng của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh có hơn 95% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giáo dục đào tạo. Ưu tiên cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc Vân Kiều, các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ vậy, người dân tiếp cận được với nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Với 50 triệu đồng vay từ chương trình giải quyết việc làm, gia đình chị Nguyễn Thị Dinh ở thôn Rào Đá, xã Miền Núi Trường Xuân có nguồn vốn ban đầu để đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp vườn rừng, vườn đồi, góp phần tăng thêm thu nhập. Trên diện tích đất đồi gần 5 hectare, gia đình chị đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn với quy mô 35 lợn nải sinh sản và 120 con lợn thịt mỗi lứa, 1.000 con gà thả vườn và trồng 4,5 hectare cao su, trong đó 3 hectare đã cho thu hoạch, góp phần mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Hai vợ chồng tôi thì có việc làm cũng ổn định, từ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để trang trại. Năm nay là năm thứ tư, thì gia đình lợi nhuận nói chung thu chí rồi, gia đình lợi nhuận một năm thì 80 đến 100 triệu. Cũng từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh, chị Trương Thị Lược ở thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh đã cùng chung vốn với một số chị em trong địa phương, đầu tư thành lập tổ hợp tác sản xuất nấm và phát triển thành hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Điến. Hiện nay hợp tác xã có 20 thành viên tham gia với vốn điều lệ đạt trên 2 tỷ đồng. Mỗi năm hợp tác xã sản xuất được 10.000 bịch nấm linh chi, 30 đến 40.000 bịch nấm sò, mọc nhĩ, nấm rơm, bán ra thị trường đạt lợi nhuận khá cao và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên với mức xấp xỉ 4 triệu đồng một người một tháng. Năm nay, hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô đối tượng sản xuất với mô hình thử nghiệm nấm Hoàng Đế và xây dựng lò nấu phôi nấm hiện đại hơn, nhằm giảm chi phí, nâng cao thu nhập và tiến tới xây dựng thương hiệu nấm Bắc Tiến. Được sự quan tâm của ngân hàng, của các ban ngành bên chỗ nông dân, bên hội nông dân và phụ nữ, để tín chấp thì là cho vay được là một số tiền, lãi suất hỗ trợ thì ưu đãi hơn. Nên em về mình dàn cũng ban bạc thống nhất về các anh em trong thành viên trong hợp tác xã là cũng mở rộng thêm cái diện tích trồng nấm, thì do hiệu quả là kinh tế thì sư mà so nói thực tế ra là so với làm ruộng về so với chăn nuôi thì việc làm nấm thì thu hoạch là lại gấp 3-4 lần. Hợp tác xã là dự định là sáng năm á là sẽ mở rộng thêm nữa. Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh đã đến được với hầu hết các đối tượng cần được hỗ trợ ở các thôn xóm bản làng của 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn. Nhờ vậy đã góp phần thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi đồng vốn tín dụng ưu đãi được bà con sử dụng đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả đã nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước giảm tỷ lệ hộ đói nghèo, góp phần tích cực để huyện Quảng Ninh thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình Quảng Ninh thực hiện đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.